là với channel của mình nha. Mình hứa mơ đây thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm video về Miniworld cho các bạn coi nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề rất là xịn luôn, với lại là có thể là rất là nhiều bạn mong chờ luôn. Đó chính là hướng dẫn các bạn cách tải app nhận xu và đậu nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải app nhận xu và đậu. Thì cái app lần này là nó cập nhật phiên bản mới rồi nha các bạn. Thì mỗi lần mà nó cập nhật phiên bản mới thì nó sẽ cho thêm số lượng người tải mới, nên mình mới hướng dẫn các bạn cách tải nè. Và nói chung là nó cập nhật phiên bản mới thôi chứ nó cũng y như cũ thôi các bạn. Nó chỉ fix một số lỗi với lại cho thêm một số lượng người tải nó thôi chứ không có gì mới hết á. Cập nhật phiên mới thôi chứ nó cũng như bình thường đó các bạn. Thì nói chung là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải app một lần nữa. Và thì một xíu mình sẽ hướng dẫn sau nha các bạn nhé, theo dõi. Và mình cũng có hai cái lưu ý nhỏ nhỏ dành cho các bạn thôi. Nói chung là rất là dễ đó các bạn, hai cái lưu ý nó rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn phải nhanh tay, chịu khó vào tải app. Nếu các bạn nào muốn mà tải app thì các bạn chịu khó nhanh tay nha. Chứ bạn chậm quá là sẽ không có tải được. Tại vì kiểu như là tải app nó có giới hạn á các bạn, có số lần tải á, nên các bạn phải nhanh tay. Chứ các bạn vào trễ quá thì có thể là một xíu các bạn không có tải được đâu. Nói chung là một xíu mình sẽ hướng dẫn tải sau. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Và cái lưu ý thứ hai đó chính là nếu mà những các bạn không tải được á, thì các bạn đành phải đợi lần sau rồi đó. Là đợi cái lần cập nhật sau các bạn phải mới tải được nữa, các bạn mới có thêm một cơ hội tải nữa. Đó chính là hai cái lưu ý nhỏ nhỏ đó các bạn. Cái lưu ý mà thứ hai á, đợi thêm cập nhật đó thì nó khá là lâu á, tại cáp thì nó lâu lắm mới cập nhật một lần mà đúng không, nên rất là lâu luôn á. Nên các bạn cố gắng là phải tranh thủ vào sớm để mà các bạn nhanh tay mà tải nha. Rồi thì nói chung là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cái app đó thôi. Thì nói chung là cái app nó rất là xịn luôn các bạn. Và đương nhiên là sẽ có giới hạn số lần tải, như là các bạn nhập code gì đó, nó có giới hạn số lần nhập gì đó. Nên các bạn cố gắng phải nhanh tay nha. Chứ các bạn vào chậm quá thì có thể là người khác tải được mà các bạn không tải được đó. Tại vì cái app này nó có giới hạn số lần tải các bạn, chứ nó không có được tải hoài hoài luôn các bạn. Như lúc trước mình có làm một cái video gì đó, là nó có giới hạn số lần tải ha. Chỉ có vài bạn được tải thôi, và còn rất là nhiều bạn khác là không tải được. Những cái bạn khác mà vô trễ thì cũng không tải được luôn. Nói chung là phải đợi cái lần cập nhật này nè. Nên mình làm video nữa thì mình sẽ dẫn các bạn cách tải nữa nè. Còn nếu mà lần này mà các bạn không tải được nữa thì các bạn phải đợi tiếp lần cập nhật sau nữa, các bạn mới có cơ hội tải. Nói chung là nó đợi hơi lâu luôn á. Nếu mà các bạn đợi lần cập nhật sau nữa thì hơi bị lâu luôn á. Nói chung là các bạn cố gắng tranh thủ vào lẹ lẹ để mà tải thôi, chứ không có gì cả. Nói chung là cách tải nó cũng đơn giản đó các bạn, như các bạn tải như cái app bình thường vậy đó. Một xíu hướng dẫn các bạn cách lấy cho link sau nha. Thì nói chung là những cái bước tải này cũng đơn giản thôi, nhưng mà các bạn cố gắng phải nhanh tay, chứ không là mất một cơ hội này nữa là các bạn phải đợi khá là lâu quá nó mới có cơ hội nữa đó nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách tải app và hướng dẫn các bạn cách đăng ký luôn nha. Để tải được một cái app thì các bạn tìm cho mình một cái link nha. Thì nói chung là video nào mình cũng nói luôn đó. Nói chung là 10 video là mình nói hết 10 video hướng dẫn các bạn cách lấy link luôn. Thì chắc bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa. Những các bạn mà hay xem thì các bạn chịu khó nha. Tại vì phải hướng dẫn lại cho những các bạn mới biết, chứ không thôi mấy bạn đó lại hỏi nữa, rất là mệt luôn đó các bạn. Nên những các bạn mới thông cảm nha. Đây, các bạn có thể lấy link ở trong mô tả và cả bình luận luôn, các bạn yên tâm, chỗ nào cũng có link cả. Rồi, đầu tiên là các bạn cầm một cái link ở đó, các bạn chỉ việc là nhấp vào thôi. Và làm từng cái bước mà nó yêu cầu á. Nó rất là đơn giản đó các bạn ơi. Đây, đầu tiên là các bạn xác nhận hai bước giùm mình nha. Đợi 8 giây thôi. Và một xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nè, và cũng như là cách lấy cái link để mà tải app á các bạn. Và các bạn nhớ là nếu mà các bạn nào mà thật sự muốn tải thì các bạn cố gắng nhanh tay giúp mình nha, chứ cái app nó quy định số lần tải chứ mình cũng không có quy định đâu các bạn. Cái này là do nó quy định nha, nên mình mới kêu các bạn nhanh tay đó. Còn những các bạn nào không muốn tải app thì thôi, các bạn cứ khỏi tải cũng được. Còn nếu các bạn nào muốn tải thì các bạn cố gắng nhanh tay giúp mình. Nếu là không tải được nữa thì các bạn phải đợi tầng cập nhật sau đó, nó mới cho các bạn tải thêm một lần nữa, update đó các bạn. Nói chung là cái app lần này phiên bản mới vậy thôi, chứ nó cũng giống như bình thường đó các bạn. Tại nó chỉ fix một số lỗi ha, hoặc là và cho thêm số lượng người tải thôi.
Rồi đầu tiên các bạn cố gắng nhập mã xác thực giùm mình nhé nha. Các bạn nhớ nhập tên kênh của mình đó nha. Rồi các bạn nhập tiếp. Và ở đây là cũng khá là quan trọng nữa các bạn. Các bạn nhớ nhập đúng cái ID của bạn mà các bạn nói chung là các bạn nhớ nhập đúng cái nick, tên nick của bạn hoặc là cái ID á, để mà vô app các bạn có thể dùng cái ID đó hoặc là cái tên nick đó để các bạn nhận xu và động nha. Đây nói chung là các bạn nhập cái này để nó kiểu như là nó xác thực tài khoản á, rồi vô app rồi các bạn mới nhập được cái tài khoản này chứ không có nhập bừa được nha. Đây, và nói chung là đơn giản đó các bạn ơi, các bạn chỉ việc là nhập cái xác thực tài khoản của bạn đó, rồi các bạn sẽ thấy một cái link ở đây. Nếu mà những các bạn nào mà đã làm tới cái bước này đó mà không thấy link nữa thì nói chung là những các bạn đó có thể là xui rồi đó, có thể là quá là chậm rồi nên không có còn link nữa, là nó đã hết cái số lần tải link rồi đó. Ủa, hết cái số lần tải app á nên nó không có hiện link nữa. Nên những các bạn đó khá là đen luôn á, nên các bạn đó phải đợi thêm một lần cập nhật lần sau mới có cơ hội tải nữa. Nên các bạn cố gắng nhanh tay nha. Tới đây các bạn bấm một cái link chỗ này nè. Đây. Rồi nó sẽ đưa các bạn tới cái trang web này. Và các bạn chỉ việc là bấm tải xuống thôi. Tải xong rồi các bạn cài đặt thôi. Như là kiểu tải app bình thường nữa, các bạn không có gì à. Đây, các bạn bấm tải xuống thôi. Nhưng mà mình tải rồi. Đây, mình tải một lần nữa cho các bạn coi nha. Đây, tải xong nữa các bạn nhấp cài đặt thôi, đơn giản lắm. Đó, các bạn bấm cài đặt là xong. Nhưng mà mình tải rồi thì mình không cần tải nữa. Đó, đơn giản các bạn. Đây, cái app này nè, nó có cái logo giống như Mini World vậy đó, nên nhiều bạn hỏi sao mình có được hai cái Mini World cho một điện thoại vậy. Thật ra đó chỉ là cái app nhận xu với bạn chứ không phải là mình có một game, hai game Mini World cho một cái điện thoại luôn nha. Tại cái app nhận xu nó cũng có cái logo giống như vậy á. Đây thì mình sẽ vô cái app đó cho các bạn xem lại một lần nữa luôn nha, và mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn. Và đây vẫn là cái giao diện như cũ đó bạn, nói chung là cập nhật mới, mang tiếng là cập nhật thì thôi chứ nó cũng giống y như cũ vậy đó. Tuy ra nó cập nhật chỉ để phép một số lỗi với lại cho thêm số lượng người tải thôi. Ok, thì hồi nãy mình nói cái chỗ mà xác thực tài khoản á, thì vô đây nè các bạn mới được điền ID của cái chỗ mà hồi nãy các bạn điền. Như kiểu là các bạn xác thực cái tài khoản rồi các bạn mới được dùng á. Đây, hồi nãy mình điền cái ID nên bây giờ mình sẽ được dùng cái ID của mình. Hồi nãy là 1669246 đúng không? Đây, đây là cái ID của mình. Và các bạn có thể chọn số lượng xu hay là đậu hay là xu vườn các bạn tùy thích. Còn nếu bạn nào không tải app được thì các bạn cũng có thể nhờ mình làm giùm. Mình cũng điền cái ID của bạn thôi là ok rồi. Nhưng mà nói chung là các bạn cố gắng tải, tự tải rồi các bạn tự làm nha. Chứ mình làm, mình cũng làm biến lắm. Đây, các bạn chỉ việc là nhanh tay rồi vào tải thôi chứ không có gì khó đó các bạn. Đây mình sẽ chọn lại nha. Đây mình sẽ lấy thử một xu cho các bạn coi. Các bạn chọn cái số xu mà số đậu mình thích á, rồi các bạn bấm credit tịch ở đây. Và quà nó sẽ chuyển vào hình thư các bạn trong khoảng thời gian. Thì các bạn chỉ việc là đợi thôi. Nói chung là các lần này nó cũng như là lần trước mình đã hướng dẫn các bạn tải rồi đó. Hình như là lần trước mình cũng có một cái video hướng dẫn các bạn tải á. Thì bây giờ app nó cũng giống như vậy thôi. Nó chỉ cập nhật mới lên để mà cho có thêm nhiều người tải với lại phép một số lỗi thôi các bạn, cho quý vị cả. Và nếu mà bạn nào thật sự muốn tải thì các bạn cố gắng là tranh thủ vào lẹ lẹ nha. Chứ các bạn vào mà không còn lên tải nữa thì nói chung là rất là xui rồi đó. Phải đợi thêm một lần cập nhật nữa mới được tải nữa nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào game và test cho các bạn coi nhé. Sẽ ra kiểm tra hình thư coi nó có gửi hay không, coi có gửi hay chưa nha. Nói chung là các bạn dùng app thì các bạn sẽ có thêm một cái lợi thế, đó chính là nó gửi nhanh hơn, nó gửi vào hình thư nhanh hơn so với các bạn làm trên web á. Nói chung là như vậy đó các bạn, nó rất là đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ vào hình thư kiểm tra cái nha. Và đây thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cùng với các bạn kiểm tra. Nói chung là những các bạn nào mà muốn thật sự muốn tải app thì các bạn cố gắng nhanh nhanh giúp mình nha, chứ không là phải đợi lần sau nữa, mà lần sau thì rất là lâu luôn các bạn, lâu lâu đó nó mới cập nhật một lần thôi, nên các bạn phải cố gắng tải nhanh nhanh nha. Đây, hồi nãy mình chọn một xu này với nó chỉ có một xu thôi. Nó nói chung là nó cũng giống như cái web đó các bạn không lâu nhận quá thì nó cũng mắc nha. Nó chỉ là
nếu các bạn làm ở trong app thì nó sẽ tối ưu hơn, nó nhanh gửi hơn, nó gửi nhanh hơn, nhưng mà nó cũng như mấy cái web khác thôi. Một khoảng thời gian là nó cũng mắc à. Nói chung là những các bạn nào mà thật sự muốn tải thì các bạn cố gắng nhanh tay nha. Chứ nãy giờ mình cũng nói nhiều rồi đó, là không nhanh tay thì có thể các bạn phải đợi một khoảng thời gian khá là lâu mới được có cơ hội tải một lần nữa. Nói chung là rất là, nói chung là nó cũng áp đặt một cái kiểu như vậy, nó cứ hơi khó chịu một xíu các bạn, tại vì một lần tải nó chỉ có một số người nhất định thôi chứ không có được tải nhiều người nha. Thôi thì video tải app hướng dẫn các bạn cách tải app bên đây cũng phải kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu mà các bạn nào mà muốn tải app nữa thì các bạn nhớ nhanh nha, chứ các bạn vào trễ quá thì các bạn phải đợi một lần nữa rồi đó. Nói chung là khó lắm các bạn, nên các bạn phải cố gắng nhanh nha. Và các bạn nhớ lại cho mình một like với một đăng ký kênh với nha. Và nếu bạn nào mà tải được thì các bạn nhớ trả lại xuống dưới cho mình biết nha. Comment ở dưới bình luận cho mình biết là các bạn đã tải được nha. Còn bạn nào không tải được thì cũng đừng có buồn nha. Gắng đợi lần sau, một khoảng thời gian sau nữa thì khi nào nó cập nhật nữa thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải nữa. Nói chung là bạn nào không tải được thì cũng đừng có buồn nha. Gắng đợi một khoảng thời gian nữa thôi. Mà nói chung là cũng buồn thì các bạn, nói chung là không tải được thì cũng hơi buồn á, nhưng mà phải cố đợi thôi, biết sao giờ đúng không? Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bye bye.